khoa đào tạo đặc biệt phát triển lên một cái mô hình đào tạo mới mà sử dụng cái phương pháp đào tạo gọi là đào tạo tích cực, sinh viên chủ động trong cái học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, và sinh viên phải năng động, có kỹ năng và đảm bảo thành công, có việc làm phù hợp mà sau khi ra trường. Thì với cái mục tiêu đó thì trong suốt 3 năm vừa qua là tuyển dụng giáo viên đến phương pháp giảng dạy rồi nghiên cứu khoa học, tất cả đều nhằm vào cái mục đích là mang lại một cái mô hình đào tạo mới cho trường. Và ngày nay thì rất mừng là nó cũng đã được chứng minh rằng nó rất là thành công, và trường sẽ mở rộng cái mô hình này ra cho tất cả các khoa trong trường. Kỷ niệm mà ấn tượng nhất đối với mình đó là ngay cái lớp mà đầu tiên mình giảng dạy ở khoa đào tạo đặc biệt. Thì cũng mới mà, thì khi vào lớp thì các bạn sinh viên cũng hỏi thầy giới thiệu về mình. Thì mình cũng mới giới thiệu là tên gì thôi, thì các bạn ở dưới đã lấy điện thoại ra và đã tra vào Google rồi, thì đã biết rất là nhiều thông tin cá nhân về mình. Thì đó cũng là một cái ấn tượng mà cũng coi như một kỷ niệm rất là vui đối với khoa đào tạo đặc biệt. Điều đó thể hiện là các bạn sinh viên ở đây là rất là năng động. Sinh viên đặc biệt thì rất là năng động, và các bạn về học tập thì các bạn học tập rất là tốt, và về hoạt động phong trào thì các bạn cũng rất là năng nổ cũng như là tích cực trong các hoạt động phong trào. Ngoài ra thì cũng có một cái thế mạnh của sinh viên đặc biệt là các bạn được tiếp xúc với các câu lạc bộ, và từ đó các bạn sẽ trưởng thành hơn, các bạn sẽ tự lập hơn. Đối với khoa đào tạo đặc biệt, mình vào khoa cũng là một sự tình cờ thôi, thường ai cũng nói vậy. Và trong suốt 3 năm gắn bó thì mình cảm thấy khoa đào tạo đặc biệt có là một cơ hội rất là quý giá đối với mình. Vì ở nơi đây mình được học, đối với việc học thì được học đối với những giảng viên đầu ngành, và đặc biệt là còn được học với trưởng khoa là thầy Kiều nữa, nên tạo cảm giác rất là thân thiện. Và ngoài ra thì cơ sở vật chất và hạ tầng cũng rất là cao. Và bên cạnh việc học thì mình còn được tham gia các hoạt động. Ví dụ như mình muốn nâng cao khả năng tiếng Anh thì có thể tham gia câu lạc bộ tiếng Anh ICE, hoặc là về kiến thức tài chính thì có thể tham gia câu lạc bộ tài chính FBA, kỹ năng thì có câu lạc bộ Yo Club hoặc là O Marketing. Và khi mà học tập hoạt động mệt mỏi, muốn được tư vấn khi mà bạn cảm thấy đầu óc mình đúng rồi, mình có thể đến với nhóm tư vấn tâm lý Spirit. Khoa đào tạo đặc biệt á, thì cái đầu tiên mà anh nhớ đến là cái sinh viên của khoa mình rất là năng động và rất là chịu khó tìm tòi học hỏi. Thì trong cái quá trình mà anh hoạt động ở câu lạc bộ thì anh cũng làm việc với tất cả những các bạn sinh viên từ khóa của anh, dưới anh hoặc là trên anh, thì tất cả mọi người đều có một cái điểm chung là mọi người rất là năng động và rất là giúp đỡ lẫn nhau. Thì hồi đó thì mới vào đại học thì chắc chắn các bạn thì mọi người đều rất là yếu về kỹ năng thuyết trình, và cô đã bắt buộc tất cả tụi anh người nào cũng phải lên thuyết trình. Thì cái buổi thuyết trình lần đầu tiên đó anh làm rất là tệ, nói chung là nói thì áp áp úng tưng tay luôn như vậy. Nhưng mà sau cái buổi đó thì mình bắt đầu làm quen với cái việc kỹ năng đó, thì sau này mình tự tin hơn, nói trước công chúng nhiều hơn. Nhưng mà sau này thì mình nói trước công chúng ổn định hơn, hay hơn, thì mình vẫn nhớ hoài cái khoảnh khắc mà mình đứng trên sân khấu lần đầu tiên mình luôn. Nói thật ra thì nó là một cái môi trường á mà mình có thể nói là nó làm cho mình rất là trưởng thành. Và đồng thời bên cạnh đó á, là mình nhớ nhất á, là hồi đó lúc mà mình mới vào á, mình bỡ ngỡ giống như, phải nói là giống như con nai vậy á. Nhưng mà nhờ các anh chị á, mà mình mới giống như là được mạnh dạn và mình lưu loát nói chuyện hơn giống như là bây giờ vậy á. Rất đặc biệt. Tuy nhiên thì hầu như thì đó giờ khi mà có câu hỏi nào hỏi về đặc biệt nó như thế nào thì tôi đều trả lời là nó là rất đặc biệt. Khoa đào tạo đặc biệt, tự tin, năng động. Một cái chương trình nó ngày càng chuyên nghiệp hơn, và những cái ở một cái nơi mà sinh viên ngày càng năng động hơn, và sau này sẽ có nhiều cơ hội cho những người tham gia.